Trong lúc các giới khác trong quốc dân đang phải nỗ lực để giành lấy hoàn toàn nền độc lập, thì giới công thương cũng phải cố gắng nỗ lực để xây dựng nền kinh tế, tài chính vững vàng và thịnh vượng. Việc nước, việc nhà bao giờ cũng đi liền với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà công thương thịnh vượng. Vươn lên từ trong tháng ngày gian khó, buồm căng trong gió lướt sóng ra khơi. Thuyền ta đi tới quyết tâm cao giữa sức người, nắm tay xây dựng cuộc đời Việt Nam mới kinh tế quốc dân. Doanh nhân Việt Nam dám làm dám nghĩ, nền công nghiệp hóa bất phú phi thường. Cùng chung chí hướng chúng ta giữ gìn thương trường, sáng tươi trên mọi con đường, tình yêu nước đã thấm sắc hoa. Việt Nam dân chủ cộng hòa, thời kỳ đó có cứu quốc đoàn, nguồn tài chính đất nước sống còn, công thương tự do sở hữu ra sức kinh doanh. Vì đường tới cho nghĩa xã hội là hạnh phúc tương lai dòng đôi, ta đi từ trong đôi mới vươn tới tương lai. Hội nhập quốc tế kiên thiết lối lề, tạo nguồn tài chính vững chắc muôn ngành, doanh nhân Việt Nam tiến nhanh. Việt Nam trưởng thành nhanh chóng, đẹp như thanh gióng với những chiến công. Tự hào vươn vai, giới công thương phải đi đâu, khiến cho dân mạnh nước giàu, đảm bảo vững chỉ tiêu cung cầu. Dám nghĩ nền công nghiệp hóa bất phú phi thường, cùng chung chí hướng chúng ta giữ gìn thương trường, sáng tươi trên mọi con đường, tình yêu nước đã thắm sắc hoa. Việt Nam dân chủ cộng hòa, thời kỳ đó có cứu quốc đoàn, nguồn tài chính đất nước sống còn, công thương tự do sở hữu ra sức kinh doanh. Vì đường tới cho nghĩa xã hội là hạnh phúc tương lai dòng đôi, ta đi từ trong đôi mới vươn tới tương lai. Hội nhập quốc tế kiên thiết lối lề, tạo nguồn tài chính vững chắc muôn ngành, doanh nhân Việt Nam tiến nhanh. Doanh nhân Việt Nam trưởng thành nhanh chóng, đẹp như thanh gióng với những chiến công. Tự hào vươn vai, giới công thương phải đi đâu, khiến cho dân mạnh nước giàu, đảm bảo vững chỉ tiêu cung cầu. Hào khí nhân dân Việt Nam, hào khí doanh nhân ngợi ca, 13 tháng 10. Hào khí nhân dân Việt Nam, hào khí doanh nhân.